như là nhưng anh ấy toàn anh ấy hết cả đại biểu cả ba bạn thì chả biết ông nào mà. Chắc là toàn anh đại biểu anh vừa không hát nhưng mà đây văn hương bắt đầu là thì cho nên Thank you.
nồng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân về tham dự đêm trung khảo liên hoan tuyên truyền viên Đông Anh miền quê đang sống năm 2018. Chúng ta vừa theo dõi chương trình nghệ thuật đến từ câu lạc bộ Sông Tranh của thủ đô Hà Nội. Một lần nữa, quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cảm ơn phần trình diễn vô cùng đặc sắc của câu lạc bộ Sông Tranh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân. Trong thời gian qua, nhằm cụ thể hóa chương trình 03 CTHU về đẩy mạnh thực hiện toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2015-2020 và đề án 05HU về đẩy mạnh thực hiện chương trình 03 CTHU tập trung xây dựng, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2018-2020. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Anh đã triển khai nhiều hoạt động nổi bật, thiết thực, có ý nghĩa và tạo sức lan tỏa tốt đẹp trong quần chúng nhân dân. Hôm nay, được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy Đông Anh trong khuôn khổ của Trung khảo Liên hoan tuyên truyền viên Đông Anh miền quê đáng sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức sơ kết một năm thực hiện CT03 và đề án 05DAHU. Đến dự chương trình hôm nay, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu. Chúng ta xin được nồng nhiệt chào mừng đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội. Đại biểu huyện Đông Anh xin trân trọng chào đón đồng chí Phạm Văn Trâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Xin được nồng nhiệt chào mừng đồng chí Lê Trung Kiên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh. Xin nồng nhiệt chào đón đồng chí Nguyễn Đức Biền, nguyên Bí thư Huyện ủy Đông Anh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh. Xin được nồng nhiệt chào mừng đồng chí Đỗ Ngọc Bích, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh. Xin được nồng nhiệt chào mừng đồng chí Hoàng Kế Khiêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đông Anh. Xin được nồng nhiệt chào mừng đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đông Anh. Xin được nồng nhiệt chào mừng đồng chí Trần Đình Nam, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đông Anh. Xin được nồng nhiệt chào mừng đồng chí Nguyễn Văn Cường, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Anh. Xin được nồng nhiệt chào mừng đồng chí Nguyễn Thị Tám, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh. Và xin được nồng nhiệt chào mừng đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh. Về dự liên hoan ngày hôm nay còn có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, đại diện các ban của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban chấp hành Hội Phụ nữ đến từ 24 xã, thị trấn và thành viên của 24 đội tuyên truyền viên tham gia liên hoan tại 4 cụm thi đua. Đề nghị chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị, đến dự và đưa tin còn có các đồng chí phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí của thành phố, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Đông Anh. Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân đã tới tham dự và cổ vũ cho liên hoan hôm nay. Kính chúc các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc liên hoan thành công, tốt đẹp. Kính thưa quý vị, và sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Anh lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân. Trong không khí hào hùng của những ngày tháng 10 lịch sử, tiếp nối truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, các cấp hội phụ nữ Đông Anh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2018. Thực hiện chương trình 03 của huyện ủy về việc đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2015-2020, đề án 05 của khối vận về tập trung xây dựng, quản lý và nâng cao chất lượng
điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn, đề án số 02 của Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh về xây dựng, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động nhà văn hóa, khu thể thao, thôn, tổ dân phố giai đoạn 2017-2020. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Anh tổ chức triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực với phương châm thực hiện tất cả các hoạt động hướng về cơ sở, tới khu dân cư và người dân nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Sau một năm triển khai thực hiện, trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, các cấp hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã chủ động, sáng tạo, tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình công tác trọng tâm mang đến nhiều quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em. Từ việc tổ chức lễ ra quân phát động thi đua, đến việc tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, hai cuộc thi ảnh Vì tôi muốn thay đổi và cuộc thi Chi hội phụ nữ tham gia xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường, nhằm cụ thể hóa chương trình. Thông qua các hoạt động đã có sự tham gia của đại diện các phòng ban chuyên môn của huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các đồng chí trong ban chỉ đạo chương trình 03, các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền, các xã thị trấn, ban giám hiệu các nhà trường đã tạo điều kiện để các tập thể và cá nhân tham gia với tinh thần trách nhiệm cao và đạt được kết quả đáng phấn khởi. Để minh chứng cho kết quả hoạt động của các cấp hội phụ nữ Đông Anh, hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Anh xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu và bà con nhân dân cùng xem phóng sự Chúng tôi cùng bạn tạo nên sự thay đổi và phần trung khảo liên hoan tuyên truyền viên Đông Anh miền quê đáng sống. Thay mặt Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Anh, tôi xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh cùng các quý vị đại biểu, các đội tuyên truyền viên, bà con nhân dân và các cháu học sinh đã tham dự chương trình. Đặc biệt là sự ủng hộ của Ban giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vật tư Thiết Tuấn Long, Công ty Nguyễn Duy, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Bắc Hồng, các đồng chí lãnh đạo Chi ủy, lãnh đạo thôn Thượng Phúc và bà con nhân dân xã Bắc Hồng đã quan tâm giúp đỡ để chương trình triển khai thực hiện có hiệu quả. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả sự quan tâm quý báu và lòng nhiệt huyết đó. Xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Để ghi nhận và biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh đã ban hành quyết định khen thưởng số 5884/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2018, tặng thưởng các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình 03, đề án 05 về đẩy mạnh thực hiện chương trình tập trung xây dựng, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2018-2020. Và sau đây, ban tổ chức xin kính mời các tập thể có tên sau lên sân khấu nhận giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh. Xin trân trọng kính mời đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Anh. Xin trân trọng kính mời Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bắc Hồng. Xin được trân trọng kính mời Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Nộn. Xin mời Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng. Xin mời Tổ Phụ nữ Thanh niên xã Cổ Loa. Xin mời Chi hội Phụ nữ thôn Mạch Tràng xã Cổ Loa. Xin mời Chi hội Phụ nữ thôn Nguyên Khê xã Nguyên Khê. Xin mời Chi hội Phụ nữ thôn Xuân Nộn xã Xuân Nộn. Xin mời Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Nhân xã Hải Bối. Xin mời Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Dầu xã Dục Tú. Xin mời Chi hội Phụ nữ thôn Xuân Trạch xã Xuân Canh. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Văn Trâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy lên trao thưởng cho tập thể xuất sắc. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Mà trần điện biên trên không khí phách anh hùng từ những ngày gian khổ. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Tám, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh lên trao giải thưởng cho các tập thể xuất sắc. Kính thưa quý vị, trên sân khấu lúc này là các tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong chương
trình 03 và đề án 05 về đẩy mạnh thực hiện chương trình tập trung xây dựng, quản lý và nâng cao chất lượng điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2018-2020. Và chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng các tập thể xuất sắc của chúng ta. Những nhà máy lớn, những ngôi trường cao tầng, thôn xóm dọc ngang với bao đường tô rộng, bên ruộng rau xanh, ánh điện lấp lánh đêm đêm, quê nghèo năm nào nay đã bao đổi thay. Ở Giải Phóng trên ATK năm xưa, chất lửa bóng phần vào trận Điện Biên trên không, khí phách anh hùng từ những ngày gian khổ, phải chăng bắt nguồn từ truyền thống tổ đoàn? Hào khí đông anh trong hào khí tâm lòng, đất đất đi lên trong khí thế hào. Vâng, xin dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt một lần nữa, chúc mừng các tập thể đã đạt thành tích xuất sắc. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Tám và xin chúc mừng các đơn vị. Tiếp theo chương trình, xin kính mời các cá nhân có tên sau lên sân khấu nhận giấy khen thưởng của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh. Xin mời bà Nguyễn Thị Hường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cổ Loa. Xin mời bà Ngô Thị Mai Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp huyện Đông Anh. Xin mời bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bắc Hồng. Xin mời bà Ngô Thị Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mai Lâm. Xin mời bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Nỗ. Xin mời bà Nguyễn Thị Quyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Canh. Xin mời bà Ngô Thị Nghĩa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Mỹ Nội xã Bắc Hồng. Xin mời bà Phạm Thị Ngân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Nhuế xã Kim Trung. Xin mời bà Bùi Thị Mai, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 23 thị trấn Đông Anh. Xin mời bà Tô Thị Nhu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Sơn Du xã Nguyên Khê. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Trung Kiên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh lên trao giấy khen. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Trận Điện Biên trên không, khí phách anh hùng từ những ngày gian khổ, phải chăng bắt nguồn từ truyền thống tổ đoàn? Vâng, đề nghị quý vị cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để một lần nữa chúc mừng các cá nhân đã thành tích xuất sắc trong chương trình vừa qua. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Trung Kiên và xin chúc mừng các cá nhân cũng nhận giải thưởng của hai cuộc thi. Cuộc thi Chi hội Phụ nữ tham gia xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng xanh sạch đẹp thân thiện với môi trường. Xin mời giải nhất thuộc về Chi hội Phụ nữ thôn Mạch Tràng xã Cổ Loa. Xin mời giải nhì thuộc về Chi hội Phụ nữ thôn Nguyên Khê xã Nguyên Khê. Chi hội Phụ nữ xã Xuân Nộn. Chi hội Phụ nữ thôn Xuân Nộn xã Xuân Nộn. Giải ba thuộc về Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Nhân xã Hải Bối. Xin chúc mừng Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Dầu xã Dục Tú. Xin chúc mừng Chi hội Phụ nữ tổ 12 thị trấn Đông Anh. Và xin chúc mừng ba giải khuyến khích đã thuộc về Chi hội Phụ nữ thôn Du Nội xã Mai Lâm, Chi hội Phụ nữ thôn Bắc xã Kim Nỗ và Chi hội Phụ nữ thôn Xuân Trạch xã Xuân Canh. Xin mời đại diện các Chi hội Phụ nữ nhận giải thưởng lên sân khấu để nhận giải thưởng. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội lên sân khấu trao giải cho các đơn vị đã giành giải trong cuộc thi Chi hội Phụ nữ tham gia xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường. Thank you.
vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng các đơn vị đã giành giải thưởng trong cuộc thi chi hội phụ nữ tham gia điểm sinh hoạt cộng đồng xanh sạch đẹp. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội. Và xin mời các đơn vị giành giải các chị lùi lại phía sân khấu ạ. Xin mời các chị lán lại sân khấu và lùi lại phía sau để chúng ta đến với các giải thưởng tiếp theo. Xin mời đại diện các tập thể có tên sau lên sân khấu. Kính thưa quý vị, tiếp theo sẽ là phần trao giải thưởng cuộc thi ảnh Vì Tôi Muốn Thay Đổi. Giải tập thể, giải nhất thuộc về Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bắc Hồng. Giải nhì thuộc về Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Nôn. Hai giải ba thuộc về Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hồng và Tổ Phụ nữ Thanh niên xã Cổ Loa. Giải khuyến khích thuộc về Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Huy Tưởng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Trung và Trường Tiểu học Việt Hùng. Xin mời các đơn vị có tên trên lên sân khấu để nhận giải thưởng của ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Đỗ Ngọc Bích, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh lên sân khấu trao giải cho các tập thể xuất sắc trong cuộc thi ảnh Vì Tôi Muốn Thay Đổi. Lán lại phía sau sân khấu ạ, để chúng ta sẽ đến với giải cá nhân của cuộc thi Vì Tôi Muốn Thay Đổi. Tiếp theo là giải cá nhân và giải chuyên đề của cuộc thi Vì Tôi Muốn Thay Đổi lên sân khấu nhận giải thưởng của ban tổ chức. Xin được chúc mừng giải nhất thuộc về bà Lê Thị Thu Lý, hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Nôn. Giải nhì thuộc về bà Trần Thị Hồng, giáo viên trường chuyên biệt Bình Minh. Giải ba thuộc về bà Trương Thu Hương, giáo viên trường tiểu học Kim Nỗ. Giải 3 thuộc về bà Đinh Thị Quý, chi hội trưởng Hội Phụ Nữ thôn Xuân Nột, xã Xuân Nột. Và chúng ta có 3 giải khuyến khích thuộc về bà Lưu Thị Định, chi hội trưởng, chi hội Phụ Nữ thôn Đại Độ, xã Võng La. Bà Nguyễn Thị Đan Trang, hội viên Phụ Nữ thôn Đông, xã Tàm Xá. Và bà Nguyễn Thị Đào chi hội trưởng Hội Phụ Nữ thôn Lan Trì, xã Cổ Loa. Bên cạnh đó chúng ta còn có 2 giải chuyên đề. Giải ấn tượng, cuộc thi ảnh thuộc về Hội Liên hiệp Phụ Nữ xã Nguyên Khê. Và giải lan tỏa cuộc thi ảnh thuộc về trường tiểu học Tam Xá. Xin mời các cá nhân có tên trên lên sân khấu để nhận giải thưởng. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Kế Khiêm, Ủy viên Thường vụ, trưởng ban dân vận. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Đình Nam, Ủy viên Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Đông Anh. Và đồng chí Nguyễn Văn Cường, Ủy viên Thường vụ, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy lên sân khấu trao giải thưởng cho các cá nhân đã đạt giải trong cuộc thi ảnh Vì Tôi Muốn Thay Đổi. Thank you.
thể cá nhân cùng lán lại sân khấu chụp một bức ảnh lưu niệm thật đẹp với các tập thể cá nhân đã tham gia liên hoan và giành giải cao trong hai cuộc thi vừa rồi. Và đề nghị quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để một lần nữa chúc mừng các tập thể cá nhân đã đạt kết quả xuất sắc nhất trong hai cuộc thi do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Anh phát động năm 2018. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng ta còn có những học sinh đến từ câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi và các em học sinh đến từ trường Trung học Cơ sở Bắc Hồng. Và hôm nay đây chính là những thế hệ trẻ tham gia. Và sau đây chúng ta sẽ đến với trung khảo liên hoan tuyên truyền viên Đông Anh miền quê đáng sống với sự tham gia của các đội tuyển xuất sắc nhất đến từ các cụm thi đua. Và quý vị ơi, quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào mừng sự xuất hiện của ba đội tuyển đã lọt vào vòng chung kết liên hoan tuyên truyền viên Đông Anh miền quê đáng sống. Chúng ta cùng chào đón đội tuyển xã Dục Tú. Đến với đêm chung kết của liên hoan tuyên truyền viên Đông Anh miền quê đáng sống và một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào mừng đội tuyển xã Dục Tú. Dục Tú, miền quê nằm trong vùng Kinh Bắc xưa, nơi đây bảo tồn nhiều di tích văn hóa, lịch sử và các loại hình nghệ thuật truyền thống có giá trị. Đây là quê hương của những trang sử với bề dày truyền thống, đấu tranh cách mạng vẻ vang cả trong thời kỳ kháng chiến cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta cùng chào đón đội tuyển xã Liên Hà. Liên Hà, mảnh đất giàu truyền thống và đấu tranh cách mạng, là cái nôi của bộ môn nghệ thuật ca trù làm say đắm lòng người. Một miền quê yên bình với những người dân mộc mạc, chân thật, luôn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Hà đang tích cực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ nhằm đưa phong trào của hội ngày càng phát triển. Và chúng ta cùng chào đón đội tuyển xã Thụy Lâm. Nằm ở phía đông bắc huyện Đông Anh, Thụy Lâm được biết đến với những huyền tích, huyền thoại về tục An Dương Vương, với sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng, những nét văn hóa tinh thần độc đáo như di tích lịch sử Đền Sái, lễ hội rước vua già, rối nước đào thục, truyền thống học hành với các doanh nhân khoa bảng và hai vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã được ghi danh trong chính sử. Kính thưa quý vị, trên sân khấu là sự hiện diện của ba đội xuất sắc nhất. Các anh, các chị là những tuyên truyền viên xuất sắc, những người con ưu tú của quê hương Đông Anh. Tại đêm trung khảo ngày hôm nay, các anh, các chị sẽ đem đến những thông điệp vô cùng ý nghĩa để gửi gắm tới nhân dân, góp phần tích cực cùng xây dựng quê hương Đông Anh ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng là miền quê đáng sống trong trái tim mỗi người con Đông Anh. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng ba đội tuyển tham gia đêm nay. Đồng hành cùng chương trình liên hoan tuyên truyền viên Đông Anh miền quê đáng sống, xin được trân trọng kính mời ông Đặng Minh Khoa, giám đốc tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư Thiếp Tuấn Long lên sân khấu nhận hoa cảm ơn của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Anh lên sân khấu tặng hoa cho đơn vị đồng hành cùng chương trình. Những nhà máy lớn, những ngôi trường cao tầng, thôn xóm dọc ngang với bao đường to rộng, bên ruộng rau xanh, ánh điện lấp lánh đêm đêm. Vâng, đề nghị quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật giòn giã để chúc mừng đơn vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Thanh Tâm và đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư Thiết Tuấn Long. Và chúng ta hãy một lần nữa chúc các đội tuyển thật bình tĩnh, tự tin, hoàn thành xuất sắc các nội dung của liên hoan. Chúc liên hoan tuyên truyền viên Đông Anh miền quê đáng sống của chúng ta thành công rực rỡ.
mời các bạn trở về phía sau sân khấu để chúng ta chuẩn bị đến với các phần thi vô cùng hấp dẫn của đêm nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi hôm nay rất vinh dự được chọn là người dẫn chương trình của Trung khảo Liên hoan tuyên truyền viên Đông Anh miền quê đáng sống năm 2018. Quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào mừng phần thi chào hỏi của đội tuyển xã Thụy Lâm. Một xã nằm ở phía đông bắc huyện Đông Anh, có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, nổi tiếng với các huyền tích huyền thoại về Thục An Dương Vương, với sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng và những nét văn hóa tinh thần dân tộc độc đáo như di tích lịch sử Đền Sái, lễ hội rước vua già Thu Thủy Lôi, nghệ thuật múa rối nước làng Đào Thục, truyền thống hiếu học với hai vị danh nhân khoa bảng cùng với hai vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã được ghi lại trong chính sử. Xã Thụy Lâm hôm nay đã và đang ngày càng đổi mới với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, môi trường, cảnh quan trong lành, sạch đẹp, thu nhập và đời sống của nhân dân đang ngày càng được nâng lên. Có được những kết quả đó là nhờ sự vào cuộc của cả một hệ thống chính trị, từ xã tới các thôn, khu, tiêu biểu như Mặt trận Tổ quốc xã luôn đi đầu trong các phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy truyền thống, uống nước nhớ nguồn, cùng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa hàng năm. Hội cựu chiến binh Thụy Lâm luôn phát huy với phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, tham gia xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục truyền thống lịch sử cho thanh thiếu niên trong xã. Cùng với hội cựu chiến binh, hội nông dân xã trong những năm qua đã thực hiện tốt phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, tăng gia sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đưa sản xuất nông nghiệp của xã nhà ngày một đổi mới và hiệu quả hơn. Phát huy vai trò là cánh tay đắc lực của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thụy Lâm trong những năm qua với các phong trào Ngày Chủ Nhật Xanh, Thanh niên Vui Khỏe đã lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống máy tính kết nối mạng tại các điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn xã. Đặc biệt, Hội Phụ Nữ xã Thụy Lâm luôn đóng vai trò là lực lượng nòng cốt trong các phong trào như xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng xanh sạch đẹp, thân thiện với môi trường, phong trào 503 sạch, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế với điểm sinh hoạt cộng đồng thôn Cổ Miếu sáng xanh sạch đẹp, để trang bị và lắp đặt dụng cụ thể thao và khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em. Với hơn 127 đoạn đường tự quản, đường làng ngõ xóm được các hội viên giữ gìn và tổng vệ sinh vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Với từng nhiệm vụ cụ thể, các ban ngành đoàn thể và nhân dân xã Thụy Lâm sẽ tiếp tục cố gắng xây dựng xã nhà ngày một đổi mới, góp phần thực hiện hiệu quả 6 chỉ tiêu. 1. Mục tiêu xây dựng quê hương Đông Anh trở thành miền quê đáng sống. 2. Chung sức, chung lòng. 3. Xanh sạch đẹp, giữ gìn nhà, cơ quan, đơn vị, đường, các điểm sinh hoạt cộng đồng luôn xanh sạch đẹp. 4. Không đói nghèo, không ô nhiễm môi trường, không tệ nạn xã hội,
không khiếu kiện vượt cấp. Năm chuẩn: giáo dục đạt chuẩn, chuẩn về y tế, điện chuẩn, nước sạch chuẩn, điểm sinh hoạt cộng đồng chuẩn. 6 tốt: đoàn kết tốt, dân chủ tốt, an ninh trật tự tốt, quy hoạch tốt, hạ tầng tốt, sản xuất ra sản phẩm tốt. Đội tuyển xã Thị Lâm chúng tôi đến với đêm liên hoan hôm nay gồm có 5 thành viên. Tôi, đội trưởng Ngô Thu Phương. Tôi, Ngô Thu Huyền. Tôi, Nguyễn Đức Tuấn. Tôi, Hoàng Phương Nga. Tôi, Lê Nhung Huyền. Chúng tôi đến với đêm liên hoan với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi. Thông điệp của đội chúng tôi là hãy cùng chung tay xây dựng quê hương Đông Anh trở thành miền quê đáng sống. Xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng đơn vị đầu tiên tham gia liên hoan đã hoàn thành xong phần thi chào hỏi. Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần thi chào hỏi của các thành viên đến từ đơn vị xã Liên Hà. Xin mời phần thi chào hỏi của đơn vị xã Liên Hà. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, phụ nữ Liên Hà gồm 10 chi hội, 2047 hội viên, bằng khen giấy khen đã chục năm liền, được huyện thành hội trung ương trao tặng. Đồng ruộng Liên Hà cỏ bay thẳng cánh, nếp cái hoa vàng lưu luyến khách thăm, kinh tế đi lên mỗi tháng mỗi năm, trang trại làng nghề ngày càng phát triển. Về Liên Hà nay, đường làng xóm ngõ sạch sẽ vệ sinh, thông thoáng văn minh, phụ nữ hăng say đóng góp sức mình, vệ sinh môi trường, đoạn đường tự quản. Sinh hoạt cộng đồng trở thành điểm sáng, 8 câu lạc bộ phụ nữ 8 thôn, văn nghệ thể thao phát triển mạnh hơn, đoạn đường nở hoa cùng nhau đảm trách. Bảo lãnh cho vay công trình nước sạch, hộ nghèo cận nghèo phụ nữ đảm đương, đối tượng học sinh làm sạch môi trường, giải quyết việc làm được vay ưu đãi. Vâng, kính thưa quý vị, đến với liên hoan hôm nay, đội tôi gồm có 5 thành viên. Đội trưởng Thu Vân, phó chủ tịch hội, trách nhiệm kỷ cương hôm sớm miệt mài. Thành viên thứ 2 là Nguyễn Đức Tài, tuổi mới 32, làm tư pháp xã.
chồng người quản chi vất vả, có Nguyễn Thị Vân năng khiếu tuyên truyền, đầy Đỗ Mạnh Công thủ lĩnh thanh niên, sông Bắc phong trào nhiệt tình năng nổ. Cô chủ Lan Anh làm giàu từ gỗ, Sở Ngọc Đồ thờ nức tiếng gần xa. Cả năm thành viên đội tuyển Liên Hà xin gửi liên hoan lời chào đoàn kết. Đây quê hương mình tươi đẹp, thay da đổi thịt mỗi ngày, phụ nữ Liên Hà chung tay để thành viên quê đáng sống. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đã cùng theo dõi màn chào hỏi của đơn vị xã Liên Hà. Vâng, xin được cảm ơn và xin chúc mừng những chàng trai cô gái đến từ xã Liên Hà đã vừa hoàn thành xong phần thi chào hỏi. Và thưa quý vị, đơn vị cuối cùng tham gia phần thi chào hỏi hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với các thành viên của đơn vị xã Dục Tú. Xin mời phần chào hỏi của đơn vị xã Dục Tú. Quý vị khách quý, ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể liên hoan lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, thưa toàn thể liên hoan, là một miền quê nằm trong vùng văn hóa Kinh Bắc xưa kia, người dân Dục Tú vốn có truyền thống văn hóa đặc sắc và lâu đời. Nơi đây còn bảo tồn và gìn giữ được nhiều di tích lịch sử, văn hóa và các loại hình nghệ thuật truyền thống có giá trị, trong đó có nghệ thuật chèo. Anh chị em ơi, sao cầm vút đi mày đình nằm cong cong sông ngũ huyền khê, cầm vút đi mày đình mời bạn đến thăm quê mình Dục Tú. Xã Dục Tú của chúng tôi có tổng diện tích tự nhiên là 8,97 km2 với dân số là hơn 18.000 người. Với những thuận lợi và thách thức đan xen, Dục Tú đang không ngừng nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành quả quan trọng. Kinh tế Dục Tú đang có sự chuyển dịch tích cực. Xã Dục Tú của chúng tôi có 11 thôn, trong đó 9 thôn đã đạt danh hiệu làng văn hóa anh chị ạ. Ngọc lôi quê tôi chuyên thờ khảm, đình trang thăm quả lại cùng bán buôn. Nào là nghĩa vũ lý nhân thêm đồng giàu, nào là Dục Tú có hai bên tiền và hậu, làng tôi đông vui đông vui đông vui, đúng là đông vui. Việc tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới, công tác quân sự, quốc phòng, tình hình an ninh trật tự, công tác giáo dục, y tế, dân số, môi trường, an sinh xã hội luôn được duy trì ở mức ổn định, đời sống nhân dân có sự chuyển biến tích cực, diện mạo quê hương ngày càng một sáng xanh sạch đẹp. Trong những năm qua, nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã và các cấp, phong trào của các đội, đoàn thể luôn có sự phát triển, trong đó phải kể đến hoạt động của Hội Phụ Nữ. 9 tháng đầu năm 2018, Hội Phụ Nữ xã luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, việc phát triển các tổ chức cơ sở hội luôn được chú trọng. Tính đến nay, toàn xã có 1.741 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt tại 11 chi hội cơ sở. Bên cạnh việc thúc đẩy hội viên rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, thì hội còn tạo điều kiện giúp cho các hội viên phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ môi trường và còn tổ chức các buổi tổng vệ sinh và sáng thứ bảy hàng tuần nữa cơ đấy. Đúng rồi, đúng rồi.
phụ nữ quê tôi tuyên truyền mạnh, 503 sạch mọi người hưởng ứng ngay. Nào là sạch ngõ, sạch bếp lại sạch nhà, nào là khuyến khích chị em nuôi lợn nhựa. Làng tôi hay chưa, hay chưa, hay chưa? Đúng là rất hay. Con, trong 9 tháng đầu năm 2018, Hội Phụ Nữ xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách giải ngân gần 800 triệu đồng cho 22 hộ hay giải quyết việc làm. Công tác cơ sở hội cũng được chú trọng góp phần vào phát triển thúc đẩy kinh tế của xã nhà đấy các anh chị ạ. Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường, 11 chi hội cơ sở đã phối hợp tốt với chính quyền trong việc vận động thành lập ban chủ nhiệm nhà văn hóa khu thể thao, thành lập các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức lễ ra mắt các ban chủ nhiệm song song với việc xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng điểm ở thôn Đồng Dầu, góp phần quan trọng thúc đẩy hoạt động của nhà văn hóa ở các thôn làng, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới. Tự hào phụ nữ quê ta chuyên tâm việc nước việc nhà đảm đang, xứng danh với 8 chữ vàng Bác Hồ khen tặng vẻ vang rạng ngời. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể ban giám khảo tham gia liên hoan tuyên truyền viên đồng hành miền quê đáng sống ngày hôm nay, đội tuyển xã Thục Tú chúng tôi bao gồm 5 thành viên. Tôi Hồng Gấm đến từ chi hội phụ nữ thôn Đồng Dầu. Tôi Huy Đức đến từ chi đoàn thanh niên thôn Dục Tú 1. Tôi Huyền Trang đến từ công đoàn cơ quan xã Dục Tú. Tôi Đình Tuyên đến từ chi đoàn thanh niên thôn Đồng Dầu. Tôi Thu Trang đến từ chi hội phụ nữ thôn Dục Tú 3. Với tinh thần giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm và để cùng trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong cuộc vận động xây dựng Đông Anh trở thành miền quê đáng sống, đội chúng tôi xin được gửi tới liên hoan một thông điệp: đoàn kết, sáng tạo, tích cực, hiệu quả. Phần thi chào hỏi của đội tuyển xã Dục Tú đến đây là kết thúc. Xin được trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc liên hoan thành công rực rỡ. Phần thi chào hỏi của đơn vị xã Dục Tú đã khép lại phần thi chào hỏi của 3 đơn vị tham gia liên hoan đêm nay. Với hình thức sân khấu hóa trong thời gian 5 phút, các đội tuyển đều mang đến những sắc thái lung linh về với liên hoan của chúng ta. Và thưa quý vị, những tràng pháo tay cổ vũ của quý vị đại biểu chính là nguồn động viên khích lệ dành cho các đội tuyển tham gia liên hoan đêm nay. Và tạm biệt với phần thi chào hỏi, chúng ta sẽ đến với phần thi thứ 2, đó là phần thi xử lý tình huống. Kính thưa quý vị và các bạn, trong đời sống hàng ngày và trong công tác vận động quần chúng của hội, chúng ta thường gặp không ít những tình huống khó xử, cần có những giải pháp xử lý hợp tình, hợp lý và thuyết phục. Chính vì vậy, xử lý tình huống là một trong những kỹ năng quan trọng của người làm cán bộ tuyên truyền. Người tuyên truyền cần phải đưa ra những giải pháp sao cho linh hoạt, hợp tình, hợp lý và giàu tính thuyết phục. Và ngày hôm nay, một phần thi hứa hẹn nhiều bất ngờ và ý nghĩa, đó là phần thi xử lý tình huống. Ở phần thi này, mỗi đội sẽ được bốc thăm các tình huống của đội mình. Sau mỗi tình huống, các đội tuyển sẽ đưa ra hướng giải quyết của mình bằng một trong hai hình thức: tự thuyết trình hoặc sân khấu hóa. Và đơn vị đầu tiên sẽ tham gia phần thi xử lý tình huống sẽ là đơn vị xã Thụy Lâm. Và sau đây xin mời tình huống dành cho đội tuyển xã Thụy Lâm. Mời tình huống dành cho đội tuyển xã Thụy Lâm. Ôi dồi dồi, quét quét rác rác nhiều quá. Quang ơi. Dạ. Thế con sắp đi chưa? Đây đây, con đi ngay bây giờ đây mẹ ơi. Thế à? Đợi 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 mẹ tí nhá. Rồi, gì nữa mẹ, nhanh lên. Đây 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 đây. Này, mang cho mẹ cái túi rác này, để quả bãi rác, vứt vào đấy cho mẹ nhá. Đi 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 đi. Mẹ. Sao? Con tưởng cái này là hàng tuần có các cô ở trong tổ vệ sinh môi trường đến tận nơi thu gom được cơ mà, sao nhà mình lại phải tự đi vứt hả mẹ? Tổ
Tổ cái gì mà tổ? Tổ đi vứt thì không phải nộp tiền chứ sao? Mẹ chả biết cái gì cả. Mẹ thích thì mẹ đi mà vứt, con không vứt đâu. Mang tiếng là nhà ở 3 tầng to nứt đố đổ vách ra, mà đến phí vệ sinh môi trường không đóng được. Người ta thấy người ta lại cười cho. Thôi bây giờ có phải đi ra nhà văn hóa để dạy võ tự vệ cho các em thiếu nhi đây. Con không nói chuyện mẹ nữa đâu. Việc nhà đấy nhá, việc chú bác thì riêng. Này, ăn nói cái kiểu gì đấy? Mang ngay đi cho mẹ. Con nào, mẹ ở nhà nhá, mẹ đi tự đi vết nhá. Ai hi, con chào mẹ. Cái thằng này, rồi ôi, thế này có bực mình không chứ nhỉ? Sáng ngày ra đã bực cả mình rồi. Ôi dồi ôi. Đây. Bà Thùng ơi. Ôi đây, lại ai gọi nữa? Không đây. Có, gọi gì đây, ai gọi đây? Bà Thùng ơi, bà nộp tiền phí vệ sinh môi trường đấy nhá. 2 tháng này là nhà bà chưa nộp đâu. Ô, 2 tháng, 3 tháng thì liên quan gì đến nhà tôi? Ô, cái bà này hay nhỉ? 2 tháng này, cô có phải đến nhà tôi để thu gom rác đâu mà bắt tôi phải nộp phí. Ôi, bà này, nhà tôi không có rác, không phải nộp phí gì đâu nhá. Bà nói chuyện hay thật. Thì cả xã hội người ta sinh hoạt đều có rác thải ra. Thế nhà bà lại không có rác thải ra. Thế thì chẳng hóa ra là nhà bà ăn cả rác à? Này, anh nói cái kiểu bà gì đấy? Bà nói cho bà biết nhá, kể cả nhà bà có rác hay không có rác nhá, tôi cũng không quan tâm nhá. Bây giờ nghị quyết nhân dân đã nhất trí rồi, nhà nào cũng phải nộp phí vệ sinh môi trường. Bà nộp 2 tháng rồi nhà bà chưa nộp. Tôi á, chả quan tâm nghị quyết chuyện kèo gì nhà ông cơ bà nhá. Tôi không vứt rác thì tôi không nộp phí. Thế thôi, úi giời ơi. Sao cái nhà bà này ngang ngược thế nhỉ? Tôi không thèm nói chuyện với bà nữa. Tôi á, là tôi sẽ đi đi báo chính quyền. Tôi không thèm nói chuyện với bà nữa. Bà về đi. Tôi lên tận trung ương với kiện bà ấy nhá. Nói chuyện với bà. Ui, bà sáng ngày ra bà đã bực hết cả mình rồi. Vâng, thưa quý vị, xin được cảm ơn những diễn viên đã vừa thể hiện tình huống dành cho đội tuyển xã Thụy Lâm. Và sau đây xin mời phần giải quyết tình huống của đơn vị xã Thụy Lâm. Theo như đăng ký, đơn vị xã Thụy Lâm sẽ đưa ra cách giải quyết bằng hình thức thuyết trình. Và sau đây xin mời phần giải quyết tình huống của đội tuyển xã Thụy Lâm. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể khán giả. Với phần tình huống trên, đội tuyển xã Thụy Lâm xin đưa ra phương án xử lý như sau. Trước hết, chúng tôi sẽ tới gặp trực tiếp chị Thúng. Tôi, với cương vị là Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã, sẽ phân tích để chị hiểu. Thứ nhất, việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội. Còn việc chị ấy hàng ngày tự tay đem đi vứt rác và không thu phí vệ sinh môi trường như vậy là không đúng. Bởi vì phí vệ sinh môi trường không chỉ để chi trả cho những người trực tiếp thu gom rác tại các hộ gia đình, mà còn là chi phí để chi trả cho những việc vận chuyển và xử lý rác. Thứ hai, để thực hiện đề án số 05 của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh về việc xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng sáng, xanh, sạch, đẹp thì cần sự vào cuộc của cả một hệ thống chính trị từ xã tới các thôn khu cùng toàn thể nhân dân. Và tôi cũng sẽ tới gặp chị Tươi để trao đổi góp ý với chị ấy rằng việc chị ấy to tiếng với chị Thúng như vậy là không nên, bởi vì để làm công tác tuyên truyền và vận động thì cần phải khéo léo và linh hoạt hơn thì mới có thể thuyết phục được chị Thúng và những người khác nữa. Còn tôi, với cương vị là chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn, tôi sẽ gặp gỡ và nói với chị Thúng về những phong trào mà hội viên trong chi hội đang tham gia để thực hiện chỉ thị của Đảng ủy xã Thụy Lâm cũng như của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Anh, bao gồm phong trào ba sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng xanh sạch đẹp, thân thiện với môi trường. Và mỗi sáng thứ bảy thì các chị em trong chi hội đều tham gia vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm sạch sẽ và trồng thêm cây xanh cũng như hoa cho nhà văn hóa. Thêm nữa, nhà văn hóa thôn cũng được trang bị và lắp đặt dụng cụ thể thao và khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em. Và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ phát động phong trào tuyến đường nở hoa, cổng nhà và tường rào có hoa. Với vai trò là chi hội trưởng chi hội phụ nữ, tôi sẽ cùng các hội viên trong chi hội vận động chị Thúng tham gia vào các hoạt động của chi hội. Tôi tin rằng với sự vận động nhiệt tình và hết sức chân thành từ các hội viên, chị Thúng sẽ suy nghĩ lại và tham gia một cách tích cực hơn vào các hoạt động của chi hội. Dưới góc độ là bí thư chi đoàn thôn Cổ Miếu, tôi sẽ cùng với Quang là con trai bác Thúng
sẽ tiến hành vận động và thuyết phục bác Thúng hiểu rằng việc bác ấy không tham gia sinh hoạt cộng đồng tại thôn khu cùng với việc không đóng phí vệ sinh môi trường là không đúng với tinh thần của nghị quyết nhân dân đã được họp và thống nhất. Cùng với đó thì Quang, con trai bác Thúng, đang là một đoàn viên xuất sắc đã được đoàn chi đoàn của thôn Cổ Miếu cử đi học lớp quản tình đảng. Việc này sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của Quang. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ tiếp tục động viên, khuyến khích Quang tiếp tục tham gia các hoạt động của chi đoàn cũng như của Hội Liên hiệp Phụ nữ nói chung. Ui dồi ôi, này gì? Xấu đục ngọn này. Này này này, này xấu cuốn lá này. Trời ơi. Này giọng nát em đi. Đẹp như mơ này. Đây rồi, không thiếu loại này được. Thêm ít kích thích vào này. Úi dồi ôi. Phải gọi là tuyệt vời. Để vào đây. Đeo cái này vào các bác ạ. Không phải độc lắm. Quá đẹp nhỉ. Money, 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 sau nào cũng chết, dâu đẹp ắt đắt hàng. Money, 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 độc thì kệ chứ, miễn là ta có tiền, tiền đôi. Sau thì chết hết, người thì chưa biết, ta chỉ thích có tiền, tiền. Ôi, bác Phôn ơi, ai đây, ai đây? Bác Phôn ơi, có ăn được chút toa nữa hả? Dạ vâng, bác ơi. Cháu nhà em nó vừa gọi điện về. Nó có đám bạn ở thành phố về chơi bác ạ. Nó bảo với em là chuẩn bị cho con nồi lẩu. Để mấy cái đứa ở thành phố ấy bác. Nó chỉ thích được về quê để được ăn thực phẩm sạch nữa bác ạ. Bác bán cho em ít rau để em về làm cho chúng nó nồi lẩu. Mà bác có cái bí quyết gì mà trồng được các cái luống rau mà non xanh mỡ như này à bác? Em hái cho bác nhá. Ê hey. Ui, cô ra đây, cô ra đây. Sao sao thế hả bác? Ăn luôn ấy, chết à. Ui, ui, sao sao lại thế hả bác? Luôn đấy, là để tôi đi chợ. Tôi vừa mới phun xong. Cô thấy rau cứ non mỡ ra. Vừa mới phun xong mà đã đi chợ rồi hả bác? Đúng rồi, để đấy, để tôi còn đi giao cho mấy nhà hàng. Cái bọn này á, anh phải phun phù tích cực vào. Không thì sầu nó ăn hết. Sợ quá. Nhưng mà cô bảo muội sang bên này, đây. Đâu đâu bác? Luống bên này này, là luống rau để nhà ăn. Rau ấy là phải căng như thế này mới là rau sạch chứ. Đúng là khác rau bên kia thật bác ạ. Đúng rồi. À mà có rau rồi thì có mua gà làm lẩu luôn không? Ô có chứ bác. Nhà bác phun này còn có cả gà nữa à bác? Úi giời ơi, kinh doanh bây giờ ấy là phải nhạy bén, phải có bí quyết. Đâu đâu đâu, gà nhà bác đâu à? Cho em xem với ạ. Cô thấy chưa? Ui gà nhà bác đẹp thật đấy. Úi giời. Chân vàng. Nuôi cái bọn này. Lông mượt. Nuôi cái bọn này là cứ phải thêm cái chất vàng ôi của cám công nghiệp vào. Úi giời ơi, gà mà ăn á là trứng cứ đỏ lòng, già vàng óng, trông thích mặt lắm cơ. Chỉ một tháng rưỡi thôi là xuất được một lứa thôi. Mấy cái nhà hàng bên Hà Nội á cứ giục tôi tớn ra ấy. Nhưng mà cô mà mua thì tôi để cho cô chuồng gà bên này này. Đâu bác? Đây, chuồng gà bên này. Đây là chuồng gà, đây, đây. Đây là chuồng gà nhà nuôi để ăn Tết đấy. Lại còn có chuồng riêng nữa. Đúng rồi, hàng chỗ hàng xóm láng riêng. Cô mà mua thì tôi để cho một đôi. Đây là gà sạch đấy. Quý hóa quá bác ạ. Úi dồi. Thế nhưng mà bác ơi, lần đầu tiên em chứng kiến cái cảnh trồng rau nuôi gà nhà bác. Đúng là chỗ hàng xóm láng giềng bác ưu tiên nhà em thật. Úi dồi gì. Thế nhưng mà em thấy như thế là bác vẫn chưa thực hiện đúng quy trình về vệ sinh an toàn thực phẩm đâu. Này, chỗ hàng xóm láng giềng ấy, tôi nói thật, cô ấy, mua thì mua, mà không mua thì thôi nhá. Phải đứng đây mà dạy khôn tôi trồng thế nào, tôi nuôi thế nào, là việc của tôi, đẩy người, làm như thế, có sao đâu. Cô đi ra đi, tôi làm việc, mất cả thời gian. Đấy, các bác xem, là một hội viên hội phụ nữ như em, bây giờ em phải tuyên truyền vận động bác phun như thế nào bây giờ ạ?
Nhân dân, chúng ta vừa được theo dõi một hoạt cảnh nói về an toàn thực phẩm, một trong những vấn đề vô cùng nhức nhối của xã hội hiện nay. Với cương vị là một hội viên phụ nữ, tôi sẽ phân tích và giải thích cho bác Phun hiểu về vai trò của an toàn thực phẩm trong đời sống con người. An toàn thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sức khỏe, chất lượng giống nòi và nguồn nhân lực của đất nước. Và để sản xuất, sử dụng an toàn thực phẩm thì hội viên phụ nữ chúng ta đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Tôi sẽ nhẹ nhàng đưa bác Phun đến bên cạnh những luống rau và hỏi: Bác ơi, những luống rau này bác vừa trồng vào buổi sáng, bác vừa phun vào buổi sáng, vậy mà đầu giờ chiều bác đã mang rau cho các cửa hàng. Lượng thuốc trừ sâu còn tồn dư trong rau quá lớn. Vậy có bao giờ bác tự hỏi những thực khách kia họ ăn vào thì sẽ ra sao không ạ? Đã có rất nhiều những trường hợp đau lòng thương tâm xảy ra do ăn phải các thực phẩm còn tồn dư thuốc trừ sâu. Và đã có những người bị biến chứng nguy hiểm, thậm chí là bị tử vong do không kịp cấp cứu tới bệnh viện. Bác hãy thử tưởng tượng xem, nếu những thực khách kia vô tình lại chính là con cháu của bác vào nhà hàng và thưởng thức các món ăn, trong đó có món rau mà bác vừa phun, vậy chẳng nhẽ chính bác là người đã gián tiếp mang tới nguy hiểm cho chính con cháu của mình hay sao ạ? Những việc làm gian dối như phun thuốc kích thích vào rau làm rau xanh non mơn mởn hay đưa chất vàng ô vào cám công nghiệp cho gà ăn, đó là những hành động không nên làm và nên dừng lại ngay bác ạ. Nếu như ai cũng hành động vậy, thì khi bác ra chợ, bác mua các thực phẩm khác như thịt vịt, thịt ngan, thịt bò cho bữa cơm gia đình của mình, thì chính bác và gia đình của mình cũng sẽ gặp nguy hiểm tương tự, có đúng không ạ? Hội phụ nữ xã ta thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn về khoa học kỹ thuật, giới thiệu hướng dẫn về mô hình trồng rau sạch, về các mô hình trồng trọt chăn nuôi chất lượng cao và rất thiết thực bác ạ. Bác nên tham gia để có thêm những kiến thức để về sản xuất ngay tại chính cơ sở nhà mình. Và tôi tin chắc rằng với sự giải thích, phân tích thấu tình đạt lý thì bác Phun sẽ hiểu ra vấn đề và sẽ không còn hành động như trước nữa. Kính thưa quý vị cùng toàn thể nhân dân, trong những năm qua, người dân Liên Hà đã rất quen thuộc với hình ảnh những người phụ nữ hàng ngày chăm sóc bên những luống rau sản xuất theo công nghệ Israel, sản xuất rau hữu cơ. Đó là sản xuất rau trong môi trường, nhà kính siêu sạch và hạn chế tối đa sự tấn công của sâu bọ. Khi ấy, những người trồng trọt sẽ không còn phải tiếp xúc với hóa chất, với thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu nữa. Đảm bảo sức khỏe cho chính người trồng, cho người tiêu dùng và môi trường cũng không còn bị ô nhiễm. Với việc triển khai hiệu quả các mô hình trồng rau sạch thì đã cung cấp cho thị trường sản phẩm rau sạch và còn cung cấp cho các thị trường lân cận. Bên cạnh những mô hình trồng rau sạch, ở Liên Hà còn có mô hình trồng nấm và còn có những mô hình chăn nuôi gà chất lượng cao như cơ sở của Tiến Đạt, Ngọc Mừng hàng ngày cung cấp cho thị trường những sản phẩm sạch, tốt và đáp ứng những tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Chúng tôi luôn mong muốn thúc đẩy xây dựng cung ứng sản phẩm theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng cho nhu cầu của thị trường và đặc biệt là đảm bảo sức khỏe của toàn dân, toàn cộng đồng, từ đó từng bước khẳng định được thương hiệu của địa phương trong lòng của mọi người. Kính thưa quý vị, qua phần giải quyết tình huống vừa rồi, đội tuyển Liên Hà chúng tôi mong muốn được gửi tới quý vị một thông điệp, đó chính là hãy vì sức khỏe của người thân, của gia đình, của cộng đồng, của toàn xã hội, phụ nữ Đông Anh chúng ta hãy cùng chung tay sản xuất ra những thực phẩm tốt, thực phẩm sạch. Và đó cũng chính là một trong những nội dung quan trọng để xây dựng Đông Anh trở thành miền quê đáng sống. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của toàn thể quý vị. Vâng, xin được cảm ơn và xin chúc mừng phần thi xử lý tình huống của đội tuyển xã Liên Hà. Và để tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ đến với phần thi xử lý tình huống của đơn vị xã Dục Tú. Và đơn vị xã Dục Tú đăng ký với ban tổ chức sẽ xử lý tình huống dưới hình thức sân khấu hóa. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi tình huống và cách thức xử lý của đội tuyển xã Dục Tú. Sự việc xảy ra từ 5:30 tại chợ Đồng Xanh, xã Tân Tiến, huyện Văn Minh vào một buổi sáng. Tốp tiểu thương đang bức xúc đưa ra những vấn đề được cho là họ bị chính quyền các cấp
cố tình làm sai các quy định của nhà nước về quy định quy trình xã hội hóa tại khu chợ Đồng Xanh. Một số tiểu thương đang vận động để cùng nhau làm đơn lên ban tiếp công dân của huyện. Bà ra đây. Bà ra đây. Sao bà? Tôi đã bảo với bà rồi nhưng mà bà không nghe tôi đâu. Ôi dồi ôi. Tôi đã bảo với bà là cái âm mưu này của họ ấy, là họ đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi. Mà không những thế nhá, cái âm mưu này của họ còn chuẩn bị chu đáo mà còn thâm hiểm nữa cơ. Nói bà còn không nghe. Đã đành là thế, người ta xây chuyển đổi từ chợ cũ ra chợ tạm để có cái chợ mới nó văn minh, nó hiện đại cho bà. Hiện đại cái con hình. Nói bà biết nhá, cán bộ ấy là họ chuyên cậy quyền cậy thế mà họ đang là họ định bán thẳng hết cả tư nhân kìa để làm lợi cho ai, bà có biết không? Làm lợi cho họ chứ còn cho ai nữa. Kinh thế bà. Ôi trời ơi, cái bà Giang này, bà nói đúng đấy. Thế là gì nữa? Đây là một cái âm mưu tham nhũng nhá. Họ có ô dù bọc lót bao bọc cho nhau nhá. Rồi một cái ý đồ đen tối chuẩn bị lâu lắm rồi. Bán đứng chị em tiểu thương nhà chúng ta. Rồi. Ôi dồi ôi, này, tôi thấy hình như các bà cứ suy diễn với cả suy diễn đâu mà nói nặng lời. Người ta chợ mình vẫn buôn, vẫn bán, vẫn kinh doanh. Có cái chợ tạm để có cái chợ chính, chị em mình buôn bán kinh doanh thuận lợi hơn. Sao ngoài là bán chợ được mấy bà không biết thì bà bớt bớt cái mồm nhá. Tôi nói bà biết rồi đấy, nếu không á, từ chiều nay bà nghỉ chợ luôn đi. Bà nghỉ chợ luôn đi. Thôi. Tôi nói thế này nhá, không nói nhiều nữa, không cãi nhau mà người ta cười cho. Bây giờ là chúng ta tập trung nhau lại, làm một cái lá đơn. Phải làm đơn chứ. Lên chủ tịch huyện. Là chủ tịch huyện. Ra ngô ra khoai vấn đề này mới được. Không thể để như thế này được. Mập mở thế này khó chịu lắm. Phản đồng có đơn cơ à? Mà đừng có bà nào phản đối nữa nhá. Nhất là bà. Thế nào? Bà có đi không? Đi không? Rồi, thì nộp. Được chưa? Nào, đi. Đi luôn nhá. Nhanh lên, đến nơi của anh ấy, mở cửa ra cái này chúng ta vào luôn. Phòng này hả? À không phải, đây rồi. Phòng này đây rồi. Chào các bác, các chị. Vâng, vâng. Tôi không phải chào hỏi gì cả, giờ đây còn chào hỏi cái gì nữa. Đề nghị các bác, các chị hết sức bình tĩnh. Ui giời ơi, có vấn đề gì thì từng bác, từng chị một chúng ta có ý kiến. Làm sao mà chúng tôi bình tĩnh được? Này tôi nói cho bác biết nhá, từ huyện nhá, rồi cho đến xã nữa, có ai bảo vệ quyền lợi cho người dân chúng tôi đâu. Đúng rồi, chúng tôi bình tĩnh làm sao được. Mà nhá, cái chợ Đồng Xanh nhà chúng tôi đang làm ăn buôn bán tốt như thế, làm sao mà phải chuyển đổi với cả xã hội hóa? Đúng rồi, chỉ được cái thừa giấy vẽ voi. Làm chuyện thật này, đề nghị cho chúng tôi gặp chủ tịch huyện. Nếu chủ tịch huyện không ra, cho chúng tôi lên thẳng thành phố. Thua lên thẳng thành phố. Lên. Xin phép các bác các chị đợi tôi một chút ạ. Lại đợi gì mà đợi? Thôi được, bỏ phong cái này. Ruột đợi mới chờ cái gì? Lộn ruột. Chào đồng chí chủ tịch ủy ban dân xã. Thưa đồng chí, hiện nay có một số bà con tiểu thương tại khu vực chợ Đồng Xanh đang tổ chức khiếu kiện vượt cấp lên ban tiếp công dân của huyện. Đề nghị đồng chí cử cán bộ lên để vận động tuyên truyền. Thưa các bác các chị, đề nghị các bác các chị hết sức bình tĩnh. Mọi việc đều có vấn đề của nó. Nếu các bác các chị có tinh thần hợp tác, thực hiện đúng nội quy nơi tiếp công dân, còn các bác các chị cứ gây ồn ào mất trật tự thế này thì chúng tôi không thể hỗ trợ các bác các chị giải quyết được vấn đề. Thế bây giờ chúng tôi phải làm thế nào? Làm nào? Thôi, bây giờ ngồi xuống đây. Chờ cán bộ ra giải quyết. Cán bộ giải quyết nào? Các bác các chị ạ, không biết có việc gì mà các bác các chị lại em chào các bác các chị rồi. Cô đến đây rồi. Bây giờ cô xem lên tiếng bảo vệ chúng tôi đi. Chúng tôi với. Đúng rồi đấy. Bảo vệ chúng em cái. Dạ vâng, không biết là các bác các chị lên trên trụ sở huyện như thế này là có vấn đề gì đấy ạ? Bà nói đi. Thay mặt chị em ở đây, chúng tôi là tiểu thương ở chợ Đồng Xanh. Nghe nói là xã này, huyện này, rồi bán gì nhỉ? Bán cái chợ của mình cho bọn Tân Phát hay gì nhỉ? Bán hàng rồi. Bây giờ là chúng tôi muốn hỏi cho ra ngô ra khoai xem có phải như thế hay không? Thấy cô nói đi xem nào. Dạ, thưa các bác các chị, về việc này thì chúng tôi xin các bác các chị mấy phút để có thể giải thích rõ cho mọi người cùng rõ. Chúng tôi sẽ trân trọng lắng nghe những ý kiến của các bác các chị và cũng mong mọi người sẽ lắng nghe chúng tôi nói ạ. Các bác, thưa các chị, thưa mọi người, xã hội hóa chợ truyền thống là một chủ trương từ lâu đã được nhiều tỉnh, thành phố áp dụng. Đây là một hướng đi mới để giúp cho công việc kinh doanh buôn bán của các bác trong chợ, như là các bác ở đây, được thuận tiện và dễ dàng hơn.
về phương án xã hội hóa chợ đồng xanh của chúng ta thì chúng tôi thấy là Ủy ban Nhân dân xã cũng đã công khai tuyên truyền trước khi thực hiện các quy trình tiếp theo của quá trình chuyển đổi. Việc này cán bộ và nhân dân xã Tân Tiến chúng ta đều được nghe và nắm rất rõ đấy các bác ạ. Các bác hãy bình tĩnh đã, để chúng tôi nói hết đã. Chúng tôi đã thường xuyên báo cáo, tuyên truyền, thậm chí còn có hội họp để mời các bác lên thảo luận. Ấy vậy mà các bác cứ bận làm việc, có ai lên tham gia đâu. Thì các bác toàn tổ chức họp vào những cái lúc mà chúng tôi đang làm ăn buôn bán, thì sao mới đi họp được? Ai kiếm tiền? Các bác ơi, liên quan đến trình tự và thủ tục xã hội hóa chợ đồng xanh ấy, thì chúng tôi thấy là công ty Tân Phát đã có báo cáo rất là chi tiết về quy trình thủ tục liên quan đến việc đầu tư xây dựng. Và nội dung này tôi thấy là cũng đang được niêm yết tại nhà văn hóa của thôn ta đấy bác ạ. Úi dồi ôi, nói thật với chị là em chỉ có niêm yết giá thể thôi chị ạ. Sau khi hoàn tất thủ tục hồ sơ pháp lý, hiện nay công ty Tân Phát đã và đang cho xây dựng, lắp đặt cơ sở vật chất để giúp bà con tham gia chợ đồng xanh có thể tốt hơn, chứ không để cho các bác các chị ở đây bỏ tiền ra để xoay sở đâu. Dạ vâng, đúng rồi bác ạ. Tôi được biết là hiện tại thì công ty Tân Phát đang trong quá trình di rời những hộ dân từ khu chợ cũ sang khu chợ tạm bây giờ để công ty họ thực hiện cái quá trình đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cũng như là trang bị các trang thiết bị để cho bà con mình buôn bán được thuận tiện và dễ dàng hơn. Và đặc biệt tôi được biết là 10 hộ tiểu thương đầu tiên phối hợp tốt với công ty họ trong quá trình di rời thì sẽ được công ty miễn toàn bộ các loại phí liên quan đến việc trong vòng 1 năm trở lại đây. Ôi dồi. Dạ vâng. Chị ơi, nghe chị nói em ấm hết cả lòng với sợ rồi. Chị ơi, nào phí mà mình được miễn ấy có phí hoa chi chợ này, phí mặt bằng này, rồi phí thu sạp chợ nữa. Ba loại. Đúng rồi bác ạ. Và những bác mà chưa kịp di rời trong cái khoảng thời gian họ yêu cầu ấy thì những bác phối hợp tốt sau đó còn được họ miễn giảm tới 50% tiền phí và cũng trong vòng 1 năm đấy bác ạ. Giảm tới 50%. Hiểu gớm nhỉ. Các bác ạ, việc phản ánh những ý kiến, nguyện vọng là việc làm hết sức chính đáng của công dân chúng ta. Nhưng mà nếu các bác cứ tụ tập ở trên trụ sở huyện rồi còn đòi gặp chủ tịch huyện như thế này là các bác đang thực hiện không đúng quy định, là khiếu nại vượt cấp, thậm chí còn là vi phạm pháp luật nữa đấy ạ. Vi phạm á? Thế này cơ mà vi phạm cơ. Em cứ tưởng đòi hỏi chị quyền lợi lại đi phạm này. Các bác ơi, đòi hỏi quyền lợi thì mình cũng nên thực hiện đúng những hướng dẫn được không ạ? Chính vì thế mà ngay bây giờ tôi xin được trân trọng kính mời các bác, các chị, chúng ta sẽ cùng đi về Ủy ban Nhân dân xã ta. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến cũng như là giải đáp những cái vấn đề mà các bác, các chị còn vướng mắc. Chứ chúng ta không nên tập trung ở đây, vừa gây mất trật tự lại vừa ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh cũng như là truyền thống tốt đẹp của người dân thôn Đồng Xanh chúng ta đã xây dựng từ bao đời nay. Tôi nói như vậy thì các bác, các chị thấy có thỏa đáng không ạ? Ôi dồi ôi, nghe chị nói thôi thế. Thôi thì các ông các bà ơi, cô ấy nói thế thì chúng ta cũng nghe cũng thấy hợp tình hợp lý nhỉ. Nhưng mà bây giờ thế này này, buồn của bạn bác có phường, chúng ta về nhà còn phải làm ăn mất buổi chợ thế này. Cô xem tham mưu tổ chức một buổi để cho chúng tôi đến tìm hiểu xem ngô khoai nó như thế nào nhá. Rõ chưa? Giờ còn phải về làm ăn chứ. Không có thì lấy gì mà nuôi con nhờ. Dạ vâng ạ. Thế cô xem mà sắp xếp cho chúng tôi buổi càng sớm càng tốt cô nhá. Dạ vâng. Thế thì về việc này thì chúng tôi sẽ có sự sắp xếp, sau đó sẽ có giấy mời gửi đến tất cả các bác các chị. Chúng ta sẽ cùng thảo luận thật là rõ và làm rõ nội dung này có được không ạ? Bây giờ thì xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng về Ủy ban xã được không ạ? Rồi rồi. Đi về đi bà con ơi. Thôi chào chị cán bộ nhá. Thôi bọn em về bán thịt tiếp về. Rồi nhanh cảm ơn buổi chợ rồi. Chào các bác các chị nhá. Rồi em chào bác. Phần thi xử lý tình huống của đội tuyển xã Dục Tú đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi và lắng nghe của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể liên hoan. Kính chúc quý vị có một đêm thưởng thức liên hoan tuyên truyền viên Đông Anh miền quê đáng sống, để lại nhiều xúc cảm tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xã Dục Tú. Xã Dục Tú sẽ mang đến liên hoan đêm nay với một chương trình nghệ thuật được mang chủ đề Tổ quốc gọi tên mình. Chương trình nghệ thuật gồm các ca khúc Mãi mãi tuổi 20, Đưa cơm cho mẹ đi cày, sáng tác của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích, và Tổ quốc gọi tên mình, nhạc Đinh Trung Thảo, thơ Nguyễn Phan Quế Mai. Và sau đây, quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào mừng phần thi tài năng của đơn vị xã Dục Tú. Tôi lên đường.
thường ở lứa tuổi 18 đôi mươi, bỏ lại sau lưng làng quê và bạn bè yêu dấu, bỏ lại những vần thơ đang còn viết dở và một tình yêu chớm nở. Vì tổ quốc mãi mãi mùa xuân, chúng tôi nguyện hiến cả đời mình cho đất nước. Tôi lên đường tuổi 20 thì lại chẳng thơ biết giờ và một tình yêu chớm nở. Xem buồn nghiền chúng tôi lên đường. Tạm biệt nhé ơi thủ đô, Hồ Gươm lung linh trời thu, và em yêu có hay trái tim chia tay. We'll be right back.
nghe Tổ quốc gọi tên mình. Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa rồi vào mình đã. Chẳng lười bùa vây, tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình. Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa rồi vào mình đã. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe Tổ quốc.
phần dự thi tiểu phẩm tuyên truyền của đơn vị xã Liên Hà. Xã Liên Hà sẽ đến với phần thi tài năng với tiểu phẩm được mang tựa đề Miền quê đáng sống. Xin mời quý vị cùng theo dõi phần dự thi của đơn vị xã Liên Hà. Bài gì ta nghe quen quen, đúng làn điệu ca trù ta thích thế nhỉ? À dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, đó là bài hát nói về quê hương Liên Hà Đông Anh với đặc sản là ca trù. Dạ, Lỗ Khê đấy ạ. Lam Tào bắt đầu. Dạ. Tại sao giờ này vẫn chưa thấy táo vệ sinh môi trường phụ trách xã Liên Hà lên châu? À dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, thần được biết là táo vệ sinh môi trường đang cùng với các chị em trong hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Hà đi thị sát công tác vệ sinh môi trường ở các cơ sở sản xuất đồ gỗ trên địa bàn xã. Gồm địa bàn á, trải rộng đến 8 thôn với hàng trăm cơ sở sản xuất. Thế rồi á, đi qua cái khu vực chung cư Hà Hương, phố xá Sầm Uất, chắc là lại ghé qua cái đoạn đường tự quản của chi hội phụ nữ thôn Hà Hương nên đến muộn đấy ạ. À, dạ khơi bằng Ngọc Hoàng, thần lại cho rằng do ở dưới hạ giới môi trường ô nhiễm, cá chép chết hết cả. Đấy Ngọc Hoàng xem, đến cả ao hồ Tây còn chết hàng loạt nữa là. Đấy, lại vừa xong lại có cái vụ ở Hà Tĩnh đấy. Do gì cái nước thải ở bãi rác ra đấy, cả các ao hồ sông suối chết hết cả đấy ạ. Cũng có lý. Thôi thôi, các khanh không phải biện minh cho táo vệ sinh môi trường nữa. Ta đang đau hết cả đầu vì vấn đề vệ sinh môi trường ở dưới hạ giới đang trở thành điểm nóng. Hơn nữa, Vũ Chi Cô chủ quán phở kiện hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Hà chiếm dụng đất trồng của họ. Thật giả lẫn lộn, ta đang thoát cả ruột gan. Dạ, Ngọc Hoàng, cứ bình tĩnh nào. Ôi giời ơi, lần này lại đổi mới thế. Cái gì đây môi trường. Gớm nhỉ. Ôi giời ơi, đổi mới. Cẩn thận. À, sao dạ. Quá rồi. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, thần chậm trễ thật muốn chết, nhưng cũng có lý do chính đáng à. Chính đáng gì? Thì muộn còn chính đáng. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, để có thể nắm bắt được tường tận tình hình hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Hà, thần đã phải đi rà soát hàng loạt các đầu việc họ làm. Nào là đoạn đường nở hoa, nào là điểm sinh hoạt cộng đồng, rồi việc giải quyết các nguồn vốn vay. Ôi, nhiều việc lắm Ngọc Hoàng à. Thế nên là có đến muộn, mong Ngọc Hoàng châm trước cho à. Ta nghe nói gì đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Anh đang tổ chức liên hoan tuyên truyền viên Đông Anh miền quê đang sống, có đúng không? Có đúng không? Dạ dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, đúng thế đấy ạ. Thần là đang định về xã Bắc Hồng để thị sát cái việc tổ chức liên hoan thì được lệnh tiếp chỉ lên chầu đấy ạ. Ta không phủ nhận những hoạt động và thành tích của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Hà trong việc thực hiện các nội dung để xây dựng quê hương trở thành miền quê đang sống, trong đó có đóng góp của khanh. Dạ. Nhưng hôm nay ta ngự chầu không phải nghe khanh báo cáo thành tích. Không phải để báo cáo thành tích nhá. Thành tích để cuối năm. Mà là để xử trị Vũ Cầu chủ quán phở kiện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Hà chiếm dụng đất trồng của họ. Truyền nguyên đơn vào. Truyền thì cô vào. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, tiện dân có mặt à. Nguyên đơn tên gì? À dạ, nguyên đơn là chị Cô, vợ anh Nguyễn Văn Hà, tức anh Ếch đấy à. Tức anh Ếch à? To gan. Ôi
vì cái việc tức anh ách mà dám lên tận thiên đình để khiếu kiện. Chỉ có việc còn con mà ngươi khiếu kiện vượt cấp, ngươi có biết như thế là vi phạm 40 trong 6 nội dung để xây dựng quê hương Đông Anh trở thành miền quê đang sống không? Dạ, kính mong Ngọc Hoàng hạ hỏa, thần xin đính chính cho chị Cổ đây kẻo oan. Chị Cổ kiện lên đây không phải vì tức anh ách, mà chồng chị ta tên là Nguyễn Văn Ách, thế lại trong đơn viết tắt là Nguyễn Văn A. Nam Tào nhìn không kỹ, dịch anh A thành anh Ách đây ạ. Dạ khai bẩm Ngọc Hoàng, chữ viết trong đơn xấu quá. Lần sau thu lý cho cẩn thận nhé. Dạ, với lại thưa Ngọc Hoàng, người cũng có chút nhầm lẫn đấy à. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, tiện dân quê ở tận Nam Định, lên đây thấy dễ làm ăn thì đưa cả nhà lên mở quán phở cò. Đất lành chim đậu là lẽ thương tình, nhưng bảo thần vi phạm 40 trong 6 nội dung xây dựng quê hương Liên Hà thành miền quê đáng sống thì thần không phục à. Dạ, quê hương thần ở tận Nam Định chứ có phải ở Liên Hà đâu à. Đã xa như vậy còn nguy biện à? Nguy biện quá. Này chị kia, chị làm ăn sinh sống ở Liên Hà Đông Anh thì chị phải tuân theo những quy định cùng với những quy định hương ước xóm làng ở nơi đây chứ. Đấy, người lại vừa vụt ra vi phạm thứ hai, đó là không chung sức chung lòng. Mà việc gì dù lớn hay nhỏ, không chung sức chung lòng thì mong sao thành công được. Hơn nữa, người đã sinh sống trên địa bàn, dù là bản địa hay tạm trú thì cũng phải đóng góp sức mình để xây dựng môi trường sống tốt đẹp hơn. Người rõ chưa? Rõ chưa? Dạ, thưa Ngọc Hoàng, thần đã biết tội ạ. Dạ, cúi xin Ngọc Hoàng và các quan tha tội cho thần. Thần xin cáo lui ạ. Khoan! Dạ, có thần ạ, có thần ạ. Người đã mất công đến đây thì thử trình bày sự việc cho ta xem. Ta cũng thường xuyên nghe Táo Vệ Sinh Môi Trường báo cáo về những hoạt động và thành tích của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Liên Hà. Không, chẳng lẽ họ lại chiếm dụng đất trồng của ngươi? Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, theo như báo cáo, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Liên Hà đã đạt được rất nhiều các thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và công tác hội năm 2017 đấy Ngọc Hoàng ạ. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, thần là người trực tiếp theo dõi các hoạt động của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Liên Hà, thế nên là thần nắm rất chắc ạ. Phụ nữ xã Liên Hà, họ đã làm được rất nhiều những việc tốt, nào là nuôi lợn nhựa tiết kiệm, rồi hỗ trợ giúp đỡ cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn. Nhất là vào những dịp 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ, họ thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà cho mẹ vợ liệt sĩ và các nữ thương binh đấy Ngọc Hoàng à. Dạ thưa Ngọc Hoàng, dạ có công thì phải thưởng, còn tội thì phải phạt chứ ạ. Dạ chẳng giấu gì Ngọc Hoàng ạ. Thần dân vốn làm lũ chịu khó, thấy việc lợi là làm. Thấy cạnh trường cấp 3 Liên Hà ấy, có cái dài đất trống này, thần dân liền bỏ sức khai hoang, biến thành dẻo vườn đỗ ván này, sắn dây này. Ấy thế, dạ, sành tốt ra phết đấy à. Thế nhưng mà chẳng hiểu tại sao mấy cái chị phụ nữ xã Liên Hà lại đi phá hết của thần, thay vì cây leo ăn quả lại đi trồng hoa mới tức chứ ạ. Dạ, cúi mong Ngọc Hoàng soi xét ạ. Này, chị kia, sắn dây, đỗ bán nhà chị, leo bán chằng chịt, che kín cả các biển báo an toàn giao thông, phá đi là đúng, còn thắc mắc cái gì nữa? Này nhá, từ ngày mà các chị trồng hoa ấy, đẹp thì cũng đẹp thật đấy, nhưng mà cũng có cái bất tiện. Dạ, khó nói lắm mà. Bất tiện khó nói chỗ nào? Ngươi nói cho Ngọc Hoàng và các táo thử xem. Bất tiện chỗ nào, khó nói chỗ nào, nói ra. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Mỗi lần mà thần dân bê phỏ cho khách ý, là thần dân cứ phải nhảy qua, nhảy lại cái hàng rào hoa ấy. Có lần không cẩn thận còn đổ hết cả nước phở vào người ấy chứ. Mà nghĩ lại ngày xưa ấy, cái tiện ơi là tiện, nước phở thừa ấy là thần dân cứ hất ngay ra đó, nhanh gọn tiện lợi. Này, chị, tôi nói cho chị biết nhá. Chị nhìn kia kìa, đấy, những hàng hoa vừa phụ nữ người ta trồng đẹp như thế, chị chả chăm sóc cùng với người ta thì thôi, chị lại còn thắc mắc. Mà chị có thấy không, từ ngày Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Liên Hà trồng cái hàng hoa trước cửa, vì quá đẹp, thế nên là người ta đến ăn, người ta có vứt rác bừa bãi như ngày xưa nữa đâu. Thế chị còn thắc mắc gì nữa? Thế nhưng mà... Thôi, có phải các khanh đang muốn nói đến đoạn đường cạnh trường cấp 3 Liên Hà hay không?
À dạ dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, đúng là cái đoạn đường nở hoa đấy ạ. Bác Tẩu, à dạ, hãy cho ta xem. À dạ, dạ Ngọc Hoàng đợi thần ạ, để thần vén mây cho Ngọc Hoàng xem ạ. Dạ. Kia, khu chung cư sầm uất. Bên này cánh đồng mẫu lớn như thảm lụa xanh dờn, một liếp gái hoa vàng đang thì con gái, những ngôi trường khang trang dợp bóng cây xanh. Dạ thưa Ngọc Hoàng, từ cấp mầm non, tiểu học tới trung học phổ thông đều đạt chuẩn quốc gia đấy ạ. Ấy ấy, đúng rồi, cái thằng lớn nhà cổ ấy, nó bảo trường Liên Hà năm nay có tận 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, trong đó 98% học sinh đỗ vào các trường đại học cao đẳng đó ạ. Giỏi quá. Đúng là trường chuẩn quốc gia có khác. Các khanh nhìn kìa, 100% đường làng được bê tông hóa, các điểm sinh hoạt cộng đồng sạch sẽ khang trang, văn nghệ thể thao rộn rã thôn làng. Kia cụm công nghiệp Liên Hà, bên này phòng khám miền Đông, quy hoạch thật hiện đại khoa học, quy hoạch thật hiện đại thật là khoa học. Ồ, tại sao mỗi xóm lại có một cái sân kho nhỏ, có tường rào bao quanh, bên trong lại để rất nhiều xe lăn? Chẳng nhẽ dịch vụ xe lăn ở dưới hạ dưới phát triển, hay là cũng nhiều người bị đau gối như ta? Ôi trời, thằng à, dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, cái Ngọc Hoàng gọi là sân kho, đó là nơi tập kết rác thải. Thế còn cái mà Ngọc Hoàng gọi là xe lăn, hình như là xích lô ấy tao ạ. Xích lô, nó lôi cái đầu đầu. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, những cái mà Ngọc Hoàng gọi là những chiếc sân kho nhỏ, đó là khu vực tập kết rác thải của các thôn. Thế còn những cái xe mà bắt đầu gọi là xe xích lô đó, thì đó là những chiếc xe tập kết rác đang chờ công ty vệ sinh môi trường đô thị đến để vận chuyển đi đấy ạ. Dạ, còn cái chỗ kia là nhà văn hóa thôn, nơi mà chúng thần thường chơi bóng chuyền hơi. Dạ, mỗi giờ mỗi chiều đó ạ. Nhìn họ đánh bóng mà ta ngơ ngác chân tay quá. Này, Nam Tào, bắt đầu. Dạ. Nếu đội bóng thiên đình của ta có ăn được họ không? Dạ, nếu với thần ạ. Dạ, nếu với thần thì không vấn đề gì ạ. Với thần không vấn đề gì. Dạ, thầy bảo Ngọc Hoàng, với chúng thần thì không vấn đề gì. Nhưng mà thần nghĩ rằng là với Ngọc Hoàng thì bụng to như vậy, ít vận động này, sợ lại còn sợ bị mỡ máu hút nữa thì thần nghĩ rằng không chơi nổi lửa hiệp. Trong trận bóng chuyền trước, các người hùa vào với nhau, vật của ta mấy bình bia. Hơn nữa, khi đánh lại hay bỏ nhỏ, làm cho ta đỡ ngã sưng cả đầu gối, giờ vẫn còn đau, ta chưa nhắc đến đâu nhá. Mà phải công nhận, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở dưới hạ giới rất phát triển. Đúng là một miền quê thật tươi đẹp, thật đáng sống biết bao. Sau này khi nghỉ hưu, ta cũng mong được về đó sinh sống thì thật là tốt. À, chị cô tôi nhờ cái. Dạ, có thật à. Dạ. Ngọc Hoàng vừa bảo đấy, miền quê Đông Anh rất tươi đẹp, rất đáng sống, đúng không ạ? Thì có khi là sau này Ngọc Hoàng về hưu, với tôi với Ngọc Hoàng với chị là hàng xóm với nhau lên nhỉ? Dạ, được thế thì còn gì bằng à? Dạ, nhân tiện đây, thần cũng thật là vinh dự khi thấy mình thật hạnh phúc khi được sống ở quê hương Liên Hà, quê hương Đông Anh, có bề dày truyền thống, sâu đẹp, lại văn minh. Dạ, thật đáng sống biết bao à. Dạ, thần rất là ân hận khi mình chưa làm gì được cho quê hương thứ hai này. Người nghĩ được như thế là rất tốt. Để xây dựng quê hương trở thành miền quê đang sống thì cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy nội lực, chung sức chung lòng thì mới mong thành công được. Dạ, có phải ý người là người đánh giá rất cao việc Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Đông Anh tổ chức liên hoan tuyên truyền viên giỏi Đông Anh miền quê đáng sống, có đúng không ạ? Đúng, một cuộc liên hoan thật thiết thực và ý nghĩa. Ngọc Hoàng anh minh, chúng thần cũng nghĩ như vậy ạ. Chúng thần cảm nhận thấy rằng liên hoan đã thực sự lan tỏa tới toàn thể quần chúng nhân dân, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc xây dựng Đông Anh trở thành miền quê đáng sống. Và hướng tới sau này, mỗi người dân Đông Anh sẽ trở thành những tuyên truyền viên để giới thiệu với bạn bè khắp nơi về quê hương Đông Anh thân yêu ạ. Các khanh, dạ, hãy cùng ta về thôn Thượng Phúc, xã Bắc Hồng để tham dự liên hoan tuyên truyền viên Đông Anh miền quê đáng sống. Dạ. À, tuyên bố bãi chiều. Bãi chiều. Dạ, xin mời Ngọc Hoàng đi lối này ạ. À.
sớm tinh mơ tiếng gà gọi cha vang quốc gia đồng. Ai giọt mồ trong khi thế hào hùng.
anh đến đất anh đi về, quê nghèo năm nào nay đã bao đổi thay. Cờ Sài Gòn trên đá tây tan xưa, chờ lửa gót dần vào chân biển biển trên không. Khi mãi anh hùng từ những ngày gian khó, phải chăng bắt nguồn từ chuyện hôm hồ la? Sông đông anh đang ngày càng tỏa sáng, đều đàn lời ca truyền thông mãi vẫn vang. Những nhà bay lướt những ngôi trường cao tầng, sóng dầm ngang với bao đường to rộng, bên ruộng rau xanh anh đến đất anh đi đến, quê nghèo năm nào nay đã bao đổi thay. Cờ Sài Gòn trên đá tây tan xưa, chớp lửa gót vẫn vào chân đường điện trên không. Khi vai anh hùng từ những ngày gian khó, phải chăng bắt buồn từ chuyện hôm hồ la? Trong hào khí thăng long, lớp lớp đi lên trong khí thế hào hùng. Sức sống đông anh đang ngày càng tỏa sáng, điệu đàn lời ca truyền thông mãi vang vang. Hào khí đông anh trong hào khí thăng long, lớp lớp đi lên trong khí thế hào hùng. Sức sống đông anh của ban giám khảo vừa gửi lên. Và thực sự quý vị đang rất hồi hộp phải không ạ? Chúng ta sẽ có các giải chuyên đề. Và sau đây xin mời đơn vị xã Dục Tú bước lên phía trước một bước. Xin mời các bạn Dục Tú. Xin được chúc mừng đơn vị xã Dục Tú đã giành giải xử lý tình huống xuất sắc nhất. Một tràng pháo tay dành cho đơn vị xã Dục Tú. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Ngô Đăng Trè, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Anh lên sân khấu trao giải thưởng cho đơn vị giành giải xử lý tình huống xuất sắc nhất. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Hội Nông dân huyện Đông Anh là đơn vị tài trợ cho giải thưởng này. Xin được trân trọng kính mời đồng chí. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thế Hưng, Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp huyện Đông Anh lên sân khấu trao giải thưởng. Vâng, tôi rất xin lỗi ạ, có một chút sai sót kỹ thuật. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Ngô Đăng Trè và cảm ơn Hội Nông dân huyện Đông Anh đã tài trợ cho giải thưởng này. Và xin chúc mừng đơn vị xã Dục Tú. Và đơn vị tiếp theo xin mời các bạn bước lên phía trước. Xin mời đơn vị xã Liên Hà. Đây là đơn vị đã giành giải có phần thi tài năng xuất sắc nhất. Xin chúc mừng đơn vị xã Liên Hà. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thế Hưng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp huyện Đông Anh lên sân khấu trao giải thưởng. Đây là nhà tài trợ cho giải thưởng, đơn vị có phần thi tài năng xuất sắc nhất. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thế Hưng và xin chúc mừng các bạn đến từ đơn vị xã Liên Hà. Và chúng ta
Còn một giải thưởng chuyên đề nữa, đó là giải thưởng màn chào hỏi xuất sắc nhất. Xin được chúc mừng các bạn đơn vị xã Thụy Lâm đã giành giải thưởng màn chào hỏi xuất sắc nhất. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Anh Dũng, huyện ủy viên, trưởng phòng tài chính huyện Đông Anh lên sân khấu trao giải thưởng. Đây là đơn vị tài trợ cho giải thưởng màn chào hỏi xuất sắc nhất. Cảm ơn đồng chí và xin chúc mừng đơn vị xã Thụy Lâm. Xin cảm ơn các bạn, xin mời các bạn trở về vị trí. Và bây giờ sẽ là những giây phút hồi hộp nhất, quan trọng nhất của đêm hôm nay. Xin mời đội tuyển xã Thụy Lâm bước lên phía trước. Xin mời các bạn Thụy Lâm bước ra giữa sân khấu đi ạ. Thưa quý vị, đây là đơn vị giành giải gì ạ? Vâng, quả là những khán giả rất tinh tường. Đây chính là những đơn vị, đây là đơn vị giành giải 3 của Liên Hoan đêm nay. Xin được chúc mừng đơn vị xã Thụy Lâm đã giành giải 3 Liên Hoan tuyên truyền viên Đông Anh miền quê đáng sống. Và sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Tám, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, Phó Ban chỉ đạo chương trình 03 lên sân khấu trao giải 3 cho đơn vị xã Thụy Lâm. Cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Tám và xin chúc mừng đơn vị xã Thụy Lâm. Xin mời các bạn trở về vị trí. Và chúng ta đã biết được giải 3 rồi, còn 2 giải thưởng cao nhất. Xin mời đơn vị xã Dục Tú bước lên phía trước một bước ạ. Xin mời đơn vị xã Liên Hà bước lên phía trước ạ. Xin được hỏi những cổ động viên của đơn vị xã Liên Hà đâu ạ? Vâng, và thưa quý vị, sau đây xin mời đơn vị xã Liên Hà bước lên phía trước. Thưa quý vị, đơn vị xã Liên Hà là đơn vị đã giành giải nhì của Liên Hoan đêm nay. Và sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Cường, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy và đồng chí Hoàng Kế Khiêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy lên sân khấu trao giải thưởng cho đơn vị giành giải nhì của Liên Hoan. Thank you.
trọng kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý đến tham gia chương trình, lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm cùng với các đơn vị tham gia liên hoan tuyên truyền viên Đông Anh miền quê đang sống. Kính mời đồng chí ở lại chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị ạ.